Ôi chị, sao không gửi mấy bé qua bên nhà bên kia? Mới gửi mình bởi nó không có ai canh á, À rồi lỡ nó khóc một cái chắc kia rồi nó mất công lấy đồ. Để đây đi rồi ngày mai bà cố nó về, bà cố nó chưa xuất viện, bữa Dạ, nay tại xuất viện ngày hôm nay rồi. là bắt đầu sửa nhà mới, Dạ ở bên trong thì khá là bụi đó. Chị mới cho mấy bé ra ngoài này nằm mọi người ạ. Đó. Mỗi đứa một võng. nằm đỡ xíu rồi chiều bà cố về gửi bà cố cho dễ, có khóc bà cố kêu đồ được. Ôi trời ơi. Không 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 chịu nằm hả? Bắt mẹ bé hả? Ừ. Bây giờ trong chồng con khóc không có ai nghe hết á ông chú ơi, con khóc ông bà con chú con khóc không ai nghe hết á. Đấy, bé út ngủ rồi. Út nằm với tướng gì đâu. À, chị cũng ngủ ở đây. Đây nằm xuống ngủ đi, nằm xuống ngủ đi, chưa rồi ngủ đi, tôi làm công chuyện cho rồi nghe không, nghe không, làm cơm đồ nữa. À, đây nè, cắm cái tả lại để người ta thấy cái tả đó. Quý vị và các bạn thân mến, thì ngày hôm nay chính thức là ngày đầu tiên mà gia đình của anh Vũ, chị Hằng sửa lại cái căn nhà này. Đó, thì các chú thợ xây cũng đã tới đây để chát bên trong. Đấy, thì em quay một chút để cập nhật cho mọi người. Cô à, cô qua đây lúc nào đấy? Cô qua đây từ lúc nào vậy? Cô cũng xịt thuốc rồi xong rồi mới chạy qua. Dạ. Nhanh ghê ta. Ừ, cô qua cô thấy nhiều thợ, bốn thợ sáu ông cô mừng ghê. Dạ. Đây mọi người, hôm bây giờ là cũng 10 giờ sáng. Em bây giờ mới xuống tới nơi đấy thì thấy các cô, các chú ở đây làm. Hôm nay là có đôi bốn, sáu người luôn. Sáu người. Vâng, rất là đông. Rồi làm cho mấy ông Linh truyền hình luôn. Thế là cũng nhanh ha. Từ sáng giờ mà các chú đã làm được gần xong cái phòng ngoài này rồi. Chiều là xong cái phòng này chú. Mai cái mình ra tới ngoài, cái mình ra ngoài mình làm ngoài xong là ở đây khô là mấy ổng vô trong này rồi. Vâng. Rồi cái bước trước này như vậy là mình tô chân hay là mình có cho gạch gì dán không? Dạ, là thế nào hả chú? Cái mặt ở ngoài này nè. Với hai cái cột này nè. Cái ngoài này ấy thì chú cũng tô cho con y chang luôn. Rồi xong sơn cũng y chang ở trong luôn. Vâng. Trắng sữa đẹp. Giờ có cái máy trộn này nên là cũng đỡ chú nhở, chứ trộn bằng tay là mệt lắm luôn á. Vậy cô nói kệ nó không có nhiều tiền thắng. Dạ. Hả, không có nhiều tiền thôi mướn dàn giáo với cái vâng. Này chứ giờ mình đi nội đây mình đi mướn đi chở đâu, mướn mấy ổng chở qua luôn. Vâng. Ừ. Nhưng mà bây giờ mình làm cái nhà này mà không có dàn giáo cũng đâu có làm được. Đâu có làm được. Bắt buộc phải có dàn giáo mà rồi. Không có cái này thì cũng không được. Vâng. Cái này thì mình thuê về thì các chú mà trộn nhanh thì làm cái công trình của mình nó mới nhanh được. Bởi vậy. Cái trộn tay vừa vừa mệt mà làm cũng không tới đâu cả. Bởi vậy. Kéo dài cái công ra thì nó còn chết nữa. Bởi. Đây đây. Được biết thông tin em gặp khó khăn ha. Đây là cái hỗ trợ của cơ tập thể người lao động trong công ty ha. Dạ. Hỗ trợ cho em cái số tiền là 10.846.000. Dạ, em cảm ơn. Cái này là bên công ty, ban giám đốc công ty người Hàn Quốc mỗi người hỗ trợ cho em tổng cộng là 5 triệu ha. Dạ, em cảm ơn. Rồi. Là đại diện của bên công ty, riêng của công ty là 10 triệu. Dạ, em cảm ơn. Rồi. Bên công đoàn cơ sở là sẽ chi cho em, hỗ trợ cho em là 3 triệu. Dạ, em cảm ơn chị. Cái này là của chị với chị Hương hay cho riêng cho em ha. Dạ, em cảm ơn. Số tiền không có lớn nhưng mà mình sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho bạn, cho mấy bé. Dạ. Có sữa để bú. Dạ. Con em cũng cố gắng vượt qua ha. Dạ. Em cảm ơn ban giám đốc của công ty với công đoàn cơ sở với mấy chị đã giúp đỡ em trong thời gian qua và hiện tại đến bây giờ.
Dạ không bỏ rơi em. Hơi cố gắng em. Dạ. Rồi tự nhiên là xúc động. Rồi với lại công ty có hỗ trợ cho em là một tháng là 1 triệu tiền sữa sẽ chuyển qua tài khoản của em trong năm nay tới tháng 12 trong năm nay ha, để cho mấy bé có sức khỏe để vượt qua cơn khó khăn này ha. Em cảm ơn ha. Em cảm ơn mấy chị với ban giám đốc công ty. Nghẹn ngào không nói lên lời. Vui quá. Dạ. Rồi thôi thì cũng vô để mà đại diện cho ban giám đốc bên công ty và các anh chị em công nhân đến cũng chia sẻ với gia đình của em ha. Dạ. Rồi. Cố gắng nha em ha. Dạ em cảm ơn mấy chị. Em cảm ơn ban giám đốc công ty và mấy sếp Hàn Quốc với mấy anh chị em trong công ty và công đoàn cơ sở đã giúp đỡ em vượt qua khó khăn. Em cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, thì mọi người khi mà có clip của cái chia sẻ lên ấy, thì các anh chị ở công ty cũng và của chị Hằng hôm nay cũng đã tới đây để giúp đỡ phần nào cho gia đình. Và em cũng thay mặt gia đình cảm ơn các chị và cảm ơn chị ạ. Cảm ơn. Dạ dạ, em chào mấy chị ạ. Cảm ơn mấy chị, cho đây là mọi người, hôm nay là có mấy chú ở gần đây tới thăm mấy bé này. chú là ở ngoài Bến Lức hả? Ngõ tư Bình Đại Cát, ngay ngõ Hấp Lan á. Dạ. Rồi hôm nay mua là không có gì mình cho nó chú đỉnh. Cho bánh trái rồi mà, cho bánh rồi đấy. Dạ, rồi, cảm ơn chú nhiều. Gửi cho anh chịu nữa. Mua sữa. Dạ. Bánh trái được bao nhiêu ăn đó. Quá tuyệt vời, hôm nay là chú vào đây thăm còn cho quà nữa. Hôm nay nói rồi mới nói tôi đi. Dạ. Nghe chợ ít nhiều mình cho cháu chút xíu. Vâng. Vậy thôi thì thay mặt vợ chồng nó thôi cũng cảm ơn và mấy chị em hết. Chị cũng tôi nè. Trong này biết nè, này biết. Thôi vậy cũng thay mặt con cháu nó cảm ơn mấy anh mấy chị hết. Nghe nói cái Vũ anh đi liền, chạy đi lên không chút thôi. Nhà của nhỏ em. Nhà có nhỏ em út. Trời, bây giờ mình có nhiều mình phụ giúp nhiều. Dạ cảm ơn chú nhá. Và cảm ơn cô nhá. Dạ dạ. Đó, mấy con nó đang nằm ngoài này đây, ngủ. Đó, con gái lớn mới đi học về à? Hôm nay con đi xe đạp đi học không? Đây là mấy chú thợ xây đang ăn trưa. Ăn trưa nghỉ ngơi một chút thì chiều tiếp tục lại làm tiếp. Như mưa tối rồi thì mình đi được. Dạ, chú về nhá. Con chào cô chú ạ. Dạ. Kính đáo rồi, lại đừng nuôi cho mấy anh này như thấy mấy anh quá. Giùm cho nó nuôi mấy đứa cháu cho nó lớn. Dạ dạ vâng. Con chào cô chú ạ. Nói chừng nào gả thôi. Cũng nhờ thầy tạo không chứ giờ hỏi gia đình vậy mà nuôi ba đứa nhỏ vậy là cũng vất vả lắm chứ. Dạ. Giờ nhờ cái người ta tài trợ cũng đỡ một tí.
À, cô chú trưa nắng nôi mà lặn lội vô đây để thăm mấy bé. Dạ. Mới nghe anh nhỏ em dâu vợ thằng này nó nói cái hai chồng rủ đi liền. Không nghe tôi nghe cũng tội nghiệp quá thôi rủ đi. Ông rủ đó mình đi đi cậy lên cầu tư rồi ghé thăm ba đứa nhỏ đó anh tí. Dạ thôi em cũng cảm ơn. Thôi vậy luôn đi. Rồi em chào chị chủ vựa vịt nhá. Chú là vịt. Ở đây là tiệm này là tiệm vịt gì đây ta? Tiệm vịt Hai Khải. Hai Khải hả? Đúng rồi. Hai Khải nằm ở đó. Thủ Thừa. Thị trấn Thủ Thừa ở Long An. Ở đây là chị chuyên bỏ xỉ ngan vịt với lại trứng à? Trứng. Dạ. Yeah. Vịt con. Ồ cái vịt này là nở được lâu chưa chị? Này nở chưa giáp cử, nó là ngày mai bắt đầu mới cho ăn đó. Vâng. Nó hồi hôm, hồi tối. Ở đây mình không bán cái loại vịt mà lớn hơn hả chị? Bán vịt đó, đó giống như là vịt người ta ế lắm, người ta mới ương lên bự bự. Nhưng mà cái con đó về mình nuôi số nhiều, mình nuôi con đó về nó dở. À vậy để về mình ương từ nhỏ lên, nó cứng con vịt, nó tốt. Còn cái dạng mà bự 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 vậy nè là tất nhiên người ta bán không hết á, cái người ta cho ăn. Dạ. Ăn cái riết rồi nó mới bự. Vâng. Ừ. Thì chắc ở đây là chị cũng bán lâu năm rồi thì bà con mấy chục năm rồi. Bà con là thường thường là mua những cái vịt này về thôi. Đúng rồi. À. Vịt thì này là gọi là siêu thịt á. Vâng. Siêu thịt. Siêu thịt, chứ cái loại này là không phải đẻ trứng à? Để đẻ trứng nhưng mà để đẻ trứng cho người ta ấp để nở con nữa. Chứ nếu mà để bán cái trứng trắng này à là lỗ. Không có lời. Vâng. Tại vì cái này nuôi tới 6 tháng mấy, 7 tháng nó mới đẻ. Dạ. Mà cái trứng nó có bán trứng ấp á thì nó mới được 6 7 ngàn trứng, còn mà nếu bán trứng lạc có 3 ngàn trứng là lỗ lắm. Dạ. Cái này là để nuôi giống như là 2 tháng 10 bữa là mình xuất thịt. Mình nuôi kinh tế á. Vâng. À, mình bán có lời. Dạ. Là thường thường là khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi là mình xuất. Xuất. Xong một lứa đấy. Có người nuôi á, dịch này có người nuôi có 2 tháng 5 bữa. Vâng. Có người nuôi 2 tháng 10 bữa, người nuôi 2 tháng 15 bữa. Giống như tùy theo người cho ăn. Dạ. Ví dụ như mình cho ăn thức không này kia ăn xuyên suốt luôn á là nó là 2 tháng 5 bữa là xuất chuồng được. Còn ví dụ ai nuôi yếu yếu á, giống như thì nuôi cỡ 2 tháng 10 bữa hoặc 2 tháng 15 bữa là xuất chuồng đó. Dạ. Chứ kéo dài thời gian nữa là không có lời. Vâng, ví dụ như một con vịt như thế này thì ở đây mình bán như thế nào hả chị nhỉ? Cái này thì ví dụ như cái này là bán ra vịt con á, là 14.000 con hiện tại, nhưng mà để cho bé này chỉ có 13.000. Nếu một ưu đãi nữa có được không? Sao? Để ý là ưu đãi thêm cái này nữa có được không? Tại vì thấy thương nó quá thành ra mới để nó giá đó, chứ hoàn toàn là bán lẻ là 15.000, còn mà bán vịt trăm là 14.000. Vâng. Còn ngày qua tại em cũng qua bên từ thiện đấy. Đúng rồi, ngày qua tại nghe nó nói đó, chị có nói với nó là tại vì cưng mắc á, thành ra chị mới giá để giá ưu đãi cưng giá 13.000. Vâng, thế mà bây giờ bắt khoảng 200-300 con vẫn không bớt thêm hả? Không, 500 con là cũng 14-15.000 không đó. Yeah. Tại con bé này cũng cái hoàn cảnh nó thành ra tôi mới mất mấy trăm ngàn mới bớt xuống. Yeah. Nói chung đây mình làm cũng tình cảm lắm. Vâng. À, cái này là bên chị có thể là giao hàng cho em được chứ? Là có, ngày qua có hứa với nó là chú hồi giao cho. Chứ không có cho nó chở, tại vì nó chở sao được. Dạ. Đó. Thế vậy nhờ cô chủ tiệm cô lựa luôn cho cái những cái con mà nó gọi là con trống à? À, trống mái lộn xộn chứ không có lựa trống không. Vậy hả? Nó là trống với mái. Thế bây giờ tại vì ví dụ như đưa cưng trống không đi, rồi mái rồi bán cho ai? là trống với mái lộn xộn. Vâng, 50-50 đấy. 50-50 á. Dạ. Có khi nó trống nhiều hơn. Vâng. Thường là người ta nuôi người ta thích lựa trống hơn đúng không chị? Không. Nói chung là người ta lại đây đặt vịt là người ta không có cần vụ trống mái. Tại vì quan trọng cái con giống vịt mình nó bự hay không. Nếu mà nó bự thì con mái nó cũng bự. 3 ký mấy. Vâng. Con trống nó 4 ký mấy. Trừ khi nào con vịt mình nhỏ con kìa, mà tại vì vịt mình nó đạt tiêu chuẩn rồi, thành ra người ta nuôi ta biết rồi. Ví dụ cân quân bình vừa trống vừa mái, ta cân quân bình ra là 3.7, 3.8. Dạ. Đó là đạt. Còn ai nuôi yếu yếu thì nó nói chung do một phần người cho ăn nữa nha. Vịt giống bự nhưng mà do cái người cho ăn nữa. Ví dụ như ăn yếu thì con vịt nó không mập dữ. Vâng. Thì nó nhẹ. Cũng đồng thời ví dụ như chị với cưng bắt đi, mà chị cho ăn mạnh hơn thì con vịt chị lên 3.7, 3.8 quân bình, còn cưng cho ăn yếu nó nằm 3.5 quân bình vậy đó. Dạ rồi, ok chị. Rồi vịt đây bắt vậy lại nói chung á là con bé này nó đi ra đây là cũng gặp trò là
chỗ thiệt chỗ đàng hoàng á. À, mình lựa đi chị. Rồi. Dạ. Để chị lựa cho. Con này bị mù nè. Là mấy con mà bị tập tập như vậy là chị có bán không? Cái mấy con đó là bỏ lại để cho mấy người ta có trăng á cho ăn chứ chị cũng không quán lấy tiền nữa. Ví dụ như què ha này kia là chị cho người ta không. Yeah. Mấy người ta có nuôi nuôi trăng á. Ví dụ như què rồi bị mù mắt thì đó là mình bỏ. Chị bỏ, người khác người ta bán lấy tiền nhưng mà chị không có, giống như cho nó giải thoát sớm. Dạ. Yeah. Ở đây thì mọi người ở, tại vì nuôi vịt là thường thường là chỉ bắt cái cỡ như thế này thôi này. Chứ nếu mà bự quá thì cũng không có ai bán. Cái này là mới nở, mới là dân ở đây nuôi nó giờ là bắt vịt là vịt mới nở. Vâng. Mới nở người ta mới phái. Còn mà dạng mà hai ba ế còn hai ba bữa rồi cái người ta gọi là vịt nguội. Vâng. Ta không thích. Ví dụ nuôi á chục hai chục á thì nuôi vịt vậy được, mà mình nuôi vịt trăm rồi là nuôi vịt vậy là về mình bị dễ bị hao lắm, dễ bị hư. Dạ. Ba trăm con là chị Hằng. Đấy thì thưa mọi người, hôm nay em có dẫn chị Hằng tới đây để lựa vịt. Thì hôm nay sẽ lựa khoảng 300 con trước. Ở nhà Cưng làm chuồng sẵn chưa? Có sẵn chuồng hết rồi ạ. Bây giờ về thả thôi. Cái này nè. Ở hướng nào vậy? Thôi cho nó đây đi. Cho nó đây đi, có dư cũng không sao. À, cái này là về chú hồi em đổ ra, có chuồng sẵn là em đổ ra rơm để đó, rồi chỉ cho nó để bình nước cho nó uống thôi, rồi Cưng uống cho nó uống cỡ 4 giờ mấy á, rồi Cưng lấy nước ra luôn để khô như không. Rồi sáng mai cỡ 7 giờ cũng để nước vô cho nó uống rồi cưng hả cho ăn. Chứ bây giờ về là không cho ăn gì hết, chỉ là cho uống nước thôi. Uống nước nhưng mà nhớ là canh nó uống nước tới cỡ 4 giờ mấy là lấy ra, chứ đừng để nó uống nước đêm nha không. Là 100 con là chị cho thêm một con. Đúng không? Là 300 con là cho thêm 3 con à. Mà này chị cho bé 10 con là tổng cộng là 310 con. Và có nghĩa là mua 300 con. Bà mua 300 chị con. Chị bớt giá rồi dạ, tặng thêm 10 rồi. Con nữa. Rồi chị tặng thêm cho 10 con. Rồi, cảm ơn chị nhiều. À, chị chủ dễ thương quá mọi người. Cho thêm 10 con nữa. Không tay chị à. Cho thêm 10 con là tính ra là cũng 100 mấy rồi, 150 rồi. Đó. Rồi chị tính tiền giùm em với. 300 con. 3 triệu 9. 3 triệu 9, 13 ngàn một con. 13 ngàn một con. Dạ, mà hôm qua bé đưa chị 500 ngàn tiền cọc. Hôm qua bé có gửi chị 500 ngàn tiền cọc. Giờ là còn 3 triệu 4. Dạ, dạ, rồi. Dạ. Dạ. 1, đủ 2, chưa chị? 3, 4, 5, 6, 7, 3 triệu rưỡi. Vâng, với lại hôm qua 500. Hôm qua 500, dạ, 3 triệu 9. Rồi cái này đưa chị rồi, 3 triệu rưỡi. Chị thối em 100 ngàn. 100 ngàn. Dạ, rồi. Rồi em cảm ơn chị nhá. Rồi, chị cũng cảm ơn em. Chúc chị mua may bán đắt nhá. Dạ, sống luôn. Phải che lên chứ. Có che gì không? Có che chứ. Nãy giờ cái đó đâu. Dạ. Rồi. Vâng, cái này phải che lại, mình quay lại một cái đoạn nhỏ đây thôi. À, chứ không mà nó mà xuống nước này là chết hết. Vâng, vâng. Rồi. Còn đây là anh Vũ lập trang trại thôi nhá. Trang trại vịt. Đẹp ghê á mọi người. Đó, mọi người thấy đẹp không? Này nó như được phỏng chuồng anh Vũ ạ. Này nó như được phỏng chuồng ấy, nó chạy quá trời luôn này. Wow, đã chưa? Thank you.
kiểu như bị nhốt lâu nó cuồng chân đấy. Ừ. Thả vào cái là nó lao hết xuống nước này luôn này. Ừ. Chút xíu lùa lên Vũ ơi. Đừng có cho nó dưới lâu. Chút xíu là lùa nó lên. Tại vì nó nhỏ quá, cái lưới này nó chui có được bạc. À. Bây giờ đang phải trăng lại cái lưới này. Ôi mừng quá Thắng ơi. Mừng. Mừng quá Thắng ơi, thì ta bán ta phải thêm rồi. Cảm ơn cậu John gì đó. À, tôi cũng quên hoài. Thôi cảm ơn cậu dịch nay bà dịch về tới nhà rồi cậu ơi. À, nay dịch về tới nhà rồi cậu ơi nè. Đó. Quá trời luôn. 300 con. Đó, dịch nè cậu ơi nè nó. Con theo ước nguyện của ước muốn của cậu nè, dịch nè có rồi nè. Con vịt này con thấy là cũng khỏe đó bà. Ừ. Và thả cái là nó chạy. Em cảm ơn John và chị Tường đã giúp đỡ gia đình em, để cho em một bầy vịt cho chồng em nuôi. Đừng vợ chồng em làm ăn ăn. Dạ, đã bao giờ mình nuôi cái số vịt nào nó lớn như này cho chị? Dạ chưa, có nuôi vài con thì có. Dạ. Em không ngờ được nuôi 300 con vịt luôn. Vâng, thì đây cũng là đúng cái ước nguyện cũng là và cái mong muốn của anh Mạnh Thường Quân, anh John với chị Tường đó. Để giúp cho gia đình của mình, thì em cũng hy vọng rằng là với cái đàn vịt này sẽ tạo ra cái thu nhập cho gia đình nhé. Dạ. Thì anh chị cứ cố gắng. Cái đợt đầu thì có thể là mình chưa quen, cứ cố gắng thôi. Dạ. Em cảm ơn anh John và chị Cát Tường đã ủng hộ giúp em được 300 con vịt này. Em cảm ơn anh rất nhiều. Rồi em sẽ cố gắng nuôi bầy vịt này lên cho ảnh đã tin tưởng em đã giao cho em 300 vịt này. Em cảm ơn. Dạ. Giờ thôi cũng cảm ơn cậu John với cô Tường đó giúp đỡ cho cháu được bầy vịt này nuôi. Cô cũng mừng dữ lắm á, cậu John với cô Tường ơi. Giúp đỡ cho cháu vậy là quý lắm rồi. Bởi vậy ngày nào tôi với Thắng cũng có đây hết. Sáng giờ qua coi thợ mừng. Yeah. Sáng ngày qua thấy thợ nhiều mừng gì đâu, năn nỉ nó hôm nay nó năn nỉ phải ít lắm là phải 4 người mà qua được 6 người tụ nghiệp cái nhà bên kia người ta ngưng, giờ ta được mừng có 2 người. Vâng. Mừng có 2 người à. Giờ qua đây 6 người. Thôi mừng quá cô cậu giúp vậy, mừng quá cô cậu ơi. Thôi cảm ơn cô cậu nha. Yeah.